Quá đông bà con đã về đây xem múa lân nha. Tại chuông tại Roji này. Rất là đông bà con đã về đây nha. Hôm nay là khai trương điểm bán hàng Roji. Có địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng thì xã Sông Cầu, khu vực công viên nước đi lại một chút nha. Ở đây thì có múa lân, múa rồng rất là nhiều. Và bây giờ thì các bạn đang chụp hình lưu niệm với công nhân viên của Roji Sông Cầu. Rồi chúng ta xem này. Wow, rất là đẹp nha, các đầu lân này rồi các thứ, là bây giờ đang chụp hình làm kỷ niệm nha. Các bạn đã vào hết, tập trung vào bên trong hết luôn để các bạn chụp hình làm kỷ niệm với Roji Sông Cầu. Chúng ta thấy đó, lân rồng các bạn vừa múa xong, bây giờ là các bạn chỉ là những bức hình chụp làm kỷ niệm thôi. Cái phần múa thì các bạn đã thực hiện xong rồi. Chúng ta thấy rất là đẹp nha. Đó, các bạn đang tạo hình để chụp này, rất là đẹp. Ở đây là đoàn lân, đây là đoàn lân Vạn Phát thành phố Quy Nhơn vào múa nha. Chúng ta thấy đây là lân Vạn Phát thành phố Quy Nhơn. Vâng, mọi người di chuyển giúp em để tránh tắc đường ạ. Lân Vạn Phát thành phố Quy Nhơn. Em xin cảm ơn ạ. Các bạn đang chào khán giả. Rất là đẹp. Các nhân viên của công ty thời trang Yuri mình đâu, mình ra mình tập hợp để chụp hình ạ. Rồi bây giờ thì các bạn đang tập hợp để chụp hình với công ty thời trang Yuri. Vâng, mà mọi người di chuyển để tránh tắc đường ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi chúng ta thấy là cái lượng người lúc này ở đây rất đông, cho nên là tránh tắc đường thì các bạn phải có một cái lực lượng. Bây giờ quản lý rồi các thứ là đang chúng ta thấy là các bạn đang chụp hình kỷ niệm với công ty thời trang Roji Sông Cầu. Rất là đẹp nha. Đây là các bạn lân Quy Nhơn này. Các bạn lân. Chúng ta thấy không? Mời trời nha. Rồi mọi người tạo dáng nào. 1, 2, 3. Rất là đẹp nha, rất là đẹp. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Rồi mọi người cười thế nào? Cùng quay về ống kính nào. Đây là các nhân viên của công ty thời trang Roji Sông Cầu. Rồi ok. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ. Mọi người di chuyển giúp em để xe lớn đi ạ. Em cảm ơn ạ.